Đi rồi. Cái gì? 135 chứ? 135. Chỗ này nè. Quần phê bao phê luôn. Như trong hình luôn á mọi người. Sợ đãi gắn đây hết luôn một lần. Nhìn là thấy ngứa mắt rồi đó. Cậu ở nhà cậu có thấy ai có mụn không? Mụn này nè. Không à, đừng có lắc. Em gửi thôi. Làm hơi nhanh quá. Không thấy còn được. Này xếp chữ được nè. Này không dùng lực luôn á. Này học học nặng vẫn được. Nhưng mà ví dụ nặng để hoài thì đã ăn rồi. Chắc ông cậu hôm đào xíu đúng không? Mẹ Yên đúng không? Đúng. Yên có sức cái gì à? Không. Nước thúi à? Không. Thấy quà thơm thơm chứ. Mùi của chị. Em nghe thấy mùi chị xịt nước hoa của chị Trang. Đồ, ghê vai, biết luôn. Mình phải nói là nước hoa Trang tặng, nước hoa của chị Trang. Hay mình ta dùng cá quá. Chị dùng nước hoa chị đang tặng luôn. Con nín lại lặt nhanh như sao. Bà lại lậu với lặt đi. Chụp cho mất được mụn dễ thương. Mà thiết kế bỏ cây kim xuống chích phát thì khi nặng lại nhìn mới hấp dẫn nè. Với có cây kim nhìn hấp dẫn, còn để cái tay nặng không nhìn cũng không phê. Có gì thông bỏ cái bóng
Của cậu chắc cũng được 3 cái, 3 hoặc 4 cái. Hey. Ta mòn bòn, ta bòn lỗ tai ra đường. Chậm chậm nữa. Slow motion. Ngắm phim Ấn Độ liền. Nhìn nó khóa cửa ha. Để nó cậu về nuôi mụn. Xong tới tháng cái đi nặng. Mà nặng lần thường thường sạch đó cái ly. Vì mụn này lâu năm rồi. Trời. Chị lấy cái tay chị nhất cái khen đi bình thường. Đó. Xí là mà lo mày vô mày ngầu rồi. Không. Đi nhưng mà đi xa chứ. Mệt. Mệt ngon ý xí nè. Mới rồi đi. Bạn chi vậy đúng không? Sao có nó khói thì nhanh. Nhưng đá giống bạn chị. Bọn này đá lau lá. Mới câu bữa tới trên bài nè. Tí quá. Sáng sớm là đi nhanh nè. Tối đó là mắc đớ thiệt sự. Còn hai ơi biết không mắc đớ mà đi vô ngồi rẽ. Mày ngồi trĩ vô. Nè. Thì nó mới lòi đó chứ nó. Nhưng mà đặng cái kia mới lòi tỉ mi. Này cái này là lòi trong tre. Ê, cái video nó răng ta thấy cười kinh rồi bay. Mình nghe mình xả luôn. Sao cái một chảo cái nó chảo mình lại nó kêu răng như đĩ với hả chị nữa chứ nó mình nói lại đúng không mà nó thấy mình cười khoái quá kìa cái ông chảo cho mình cười đó mà thằng nó cũng hề hề đó. Trời ơi trời mà tao nói thiệt cái là mấy người nói mình cũng đỡ stress tỉnh ngủ của nó luôn kinh ngủ luôn à ngủ
Tỉnh ngủ luôn. Cục thịt thừa nữa như vậy sao? Hầu bấm do cắt luôn nha ông cậu luôn. Tim tê cái gì mà loan cắt luôn cho rồi. Cho để... Ban chi? Ủa không có luôn. Em coi ban bên chị bé là gửi ban cái chi? Gửi... Ý là coi bên đó là xác nhận thành công với trừ tiền chưa là được. Còn chứ coi bên chị. Rồi.